Yes, yes. Vâng, trận chiều thứ ba, đây là Summerian trong tay game thủ Bùi Khương Duy. Vâng, solo Summer. Quân này được đánh giá là cân chặt, không lệch tí nào cả. Ố đầu chỉ có một cây thôi, solo Summer. Vâng, đây là bãi quả đầu dành cho game thủ Khương Duy. Một bãi quả có 6 cây. Và đôi con voi đã thấy luôn rồi. BG mất một bóng gỗ nhưng không sao. Còn những bóng gỗ trên này ở đây nữa. Rồi, BG đã đóng xong và ăn bãi quả 6 cây. Cộng với đó là đôi voi. Mở mắt ra nhìn này là khá là tươi rồi. Quan trọng là đồ ăn để ép đời nữa. Nói chung có hai voi mở mắt ra nhìn thấy là các bạn thấy rất là thích. Gặp những bài chế chớm xây BG là thấy đôi voi phê lắm. Mà chẳng đi dò thêm đồ ăn mới, bầy hiệu đầu thì chắc là cũng sẽ thấy. Cố tìm cái bãi quả phụ nữa là đủ đồ thôi. Cung chém tùy. Còn dựa vào thế nhà là rất nhiều nữa. Đây là thế nhà mà gần góc 9 giờ, mình nghĩ nên dò sâu vào góc 9 giờ để tìm có hốc này không. Thực ra là solo Summer này thì quả này cung chém đều được. Summer nó loại kiểu lưỡng. Nó không thuần cung mà nó chẳng thuần chém, thuần cả hai. Và như vậy hiệu đầu 9 giờ. Gặp sư tử rồi. Đây là dân Summer không xoắn, đang chậm một dân so với đối phương. Đối phương 12 dân, quả đầu đẹp thấy sớm. Vâng, thêm một voi nữa, đây là 3 voi, xem phải 4 không. 4 voi rồi, 4 voi hiệu đầu đủ đồ luôn. Tìm rừng, tìm vàng. Rồi vàng thấy rồi, rừng các trên này luôn. Câu voi xa về trước. Câu đôi voi chứ. Lại quay câu một voi mà lại đi quan sư tử này, nó lại đớp cho miếng thì... Ôi giời ơi. Vâng, có một sư tử ở đây em ơi. Giờ phải lách. Nghĩ là nên câu một con voi gần về trước đi. Vâng, như vậy vẫn muốn câu đôi voi thì nguyên thủ Bùi Khương Duy. Ai ra. Hai con nó hút cho hai trưởng rồi. Bây giờ sẽ phải đi thật sự là lắt léo. Lên dốc phải ép một cái. Rồi lại quay lại, phi một cái, xong lại xuống dốc. Làng nhằng phết đấy. Đôi voi đang rất ngoan đi theo game thủ Khương Duy chúng ta về với nhà chính. Vâng, anh đang đánh võng các kiểu đa điểu rồi. Cho dân phi con ở xa trước. Vâng, như vậy quyết định phi con ở gần. Sau đó mới phi con ở xa. Nó quay đầu nhưng cũng chết đẹp. Tốt. Một câu đôi voi đánh giá là thành công. Thành công mỹ mãn dành cho game thủ Khương Duy. Và đi đập lô rừng. Chắc là đây rồi. Cánh rừng, cái cây gỗ tròn này thì thường là cánh rừng thông. Hình như là 100% thì phải. 100% là cánh rừng thông. Đúng là như vậy. Cây gỗ tròn là cánh rừng thông. Rất tốt. Đóng BS đầu thôi. Dân này thì cắm cờ đi dò thấy thêm đôi vòi nữa. Úi già. Có SH. Để đi tìm nhà đối phương. Hai con. Đây một con nữa. Vâng, với 4 con vòi. Bấy nhiêu đầu. Thực ra là 6 con vòi. Câu hết được không hay thôi. Đây là bãi vàng. Kéo dân lên để ăn gỗ đã. Vâng, có quả phụ luôn. Úi giời ơi, tươi thế à giời. Bài Summer thì được đấy. Không phải là một tình huống câu đôi voi, mà là một tình huống câu một voi thôi. SH đang đi tìm nhà đối phương rồi. Con voi này sẽ xuống dốc. Dùng phím mét rất là nuột. Rồi, rồi. May là dân Summer chứ dân bình thường thì chết mấy lần rồi. Giết con voi này, hợp lý. Kéo dân lên ăn bãi quả phụ. Ok, câu voi gần đây em ơi. Dân quả đầu đã bắt đầu đứng chơi rồi đấy. 26 dân và đã kích đời. Dành cho người cầm Sumeria. Game thủ Khương Duy. Và đã có BG để ăn quả phụ. Chưa thể đóng S2. Chắc là đánh chém. BG đã đóng xong. Cho ăn quả. Và câu voi về. Hai dân được dâng lên nhà đối phương rồi. Đây, nhà đối phương trong khu vực này. Bởi vì em muốn đi dâng L. Hay là ăn thêm gỗ. Vâng, như vậy là ăn thêm gỗ. Kéo dân về để có thể ăn thịt voi. Và câu con voi thứ 5 về nhà chính nhà mình. 5 voi quả phụ. Thực ra là 6 voi và chưa có tay câu con kia thôi. Tí nữa trong khoảng thời gian chờ đợi lên 3 sẽ câu con voi cuối cùng về. Rồi. Dân này có đi câu voi không em? Thừa gỗ rồi. Ờ, chưa đóng BB. Quên. Vâng, cần phải cơ cấu BB ngay. Và bây giờ mình cho 2 dân đóng BB. Câu con
qua này mình. Đây là BM. Đừng bảo quên dân. À như vậy là nhớ rồi. Và đây là BL. Và vẫn đang câu voi. BL một dân đóng thôi. Cho nhiều dân đóng hơn được không? Rồi tách thêm một dân nữa ra đóng L. Và vẫn đang câu con voi thứ 6. Cực khỏe như vậy xong đồ dàn này. Kích đời rồi. 11, 14. Em đời hơi lỗi. Ôi trời chết dân. Ngào. Thế là thành bài 26 dân trừ 1. Với bạn 24 dân 14%. Lên đời cũng... và chết hai dân rồi cho Hoàng Đức Trung. Đèn. Chát mỗi câu là đèn thôi. Vâng, cái gì chết hai dân. Dò lại ra để đi luôn. Để xem Summer đào vàng không. Bên kia chưa thấy đào vàng. Vậy câu con voi này về BS. Ô thì xong nó chết dọc đường. Nhưng mà nhỏ. Công giáp đã được lên rồi. Rồi rất mắc binh. Công giáp đầy đủ cho ngựa dò. Và đang đẩy dò đi. Ngoài này vẫn còn voi. Summer thì toàn voi không. Bú vãi quả rất là nhiệt tình. Hai con voi tại nhà chính còn nhiều thực. Lên đời xong thì sẽ có bánh xe luôn. Một L bánh xe chuyển một A. Thực ra bây giờ đóng A luôn cũng được. Dò đối phương không công không giáp. Bãi vàng đang được bo bế. Chọc được nổ cái E này. Rồi. Vào chọc dân. Hợp lý xếp hàng luôn. Tôi đang khẳng định với bạn luôn là dò Summer công giáp đầy đủ chả sợ gì ba nông dân cả. Nhưng với 4 với 5 là hơi khoai đấy. Mới ăn được 2 dân đối phương thôi. Và tiếp tục chọc nào. 2 dân ra được sách ra để đập dò. Chọc lại giật thôi. Ê, đứng chọc BM là sai nhá. Lên đời xong. 1 BA được thiết kế. 1 L nâng cấp bánh xe. Chuẩn như Lê Duẩn. Đối phương cũng đã lên đời rồi. Là đà đang đẩy sang. Đây, đi tìm dân ăn hoàn đối phương thôi. Khi cái giếng này vừa mới biến màu và liệu đối phương có dân trên mặt trên này hay là đối phương sẽ ăn dưới này? Chắc là dưới này rồi. Khi mình thấy cái giếng này đổi màu. Vâng, đây, phát hiện ra đúng cái chỗ ăn hoàn này luôn. Thả đúng con lạc đà vào, tím người. Bánh xe đâu ra bây giờ. Thêm lạc đà nữa đẩy sang. Đó, đơn giản là cái giếng này đổi màu thì các bạn biết thừa là dân đối phương dưới này rồi. Một lạc đà ở đây nhưng con lạc đà tiếp theo sẽ thả thẳng vào cái bầy hiêu này. Chạy đó. Rồi, người ta đổi lạc đà lấy dần đối phương vừa mới lên được bánh xe. Nhưng mà chém thôi. Không sợ. 1L, 1A, con giò đối phương bây giờ mới đến. 1L, 2A, dần quả phụ đã bắt đầu đứng chơi. Em có để ý điều này. À, đối đầu với lạc đà đối phương không chiếu công, không có giáp em ơi. Nhưng mà ba con thì chạy. Ba con là phải chạy. Và con giò đang chọc dần ăn vàng. Cung đờ ra bắn luôn con giò này. Giò có công mà không có giáp, ăn được một dân, bị con cung đờ bắn cho gần hoàng. Dân quả phụ đứng chơi lâu lắm rồi nhá. Rồi như vậy xếp hàng vào đây nào, vào đây. Là đà cung giáp đầy đủ, chắc là cân đôi đấy. Cân đôi quá đi cái gì. Rồi ăn được hai lạc đà đối phương. Và đang đẩy thêm quân lên. Đang mid e. 1L 2A rồi. Bắn chết con giò đối phương rồi xuống ăn bầy hiêu. Chuẩn như Lê Duẩn. Đây, đấu lạc đà với đối phương. Vâng, cung đờ chạy vòng tròn cho lạc đà đứng chém chùa. 4 lạc đà đối với 3 lạc đà. Đá bắt đầu biết xoắn. Vâng, cứ thế là phàng thôi. Tỷ số khả năng cao sẽ được nâng lên là 3-0 dành cho kinh thủ Bùi Khương Duy. Rồi. Vâng, có một phù thủy. Vâng, bạn đang phù lạc đà. Lùi lạc đà lại và cung đờ vào bắn thôi xong. Hai phù thủy chết luôn. Tìm. Ok, bắn phù thủy em ơi. Đó có thể là bạn phù. Lạc đà và chém chết luôn rồi. Hết vị. Bây giờ cung đờ vào bắn vãi vàng. Xong. Vâng, thêm một tên quân nữa đẩy lên. Ba đơn vị quân gồm có một lạc đà và hai cung đờ. Yes. Và tỷ số được nâng lên là 3-0 dành cho game thủ Khương Duy của chúng ta. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận tiếp theo, chung kết đầu tiên thì cho Hoàng Đức Trung trong cuộc đối đầu này.